184 công trình dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cần được thu hồi với tổng diện tích hơn 820 ha. Hơn 5.000 tấn xi măng đầm lâm được hỗ trợ để thực hiện xây dựng hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh, một việc làm thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Để hoa phát triển và nở đúng vào dịp Tết, trong những ngày này, bà con trồng hoa trên địa bàn huyện Quảng Điền đang tích cực ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để chăm sóc hoa, đảm bảo hoa trổ đúng Tết cổ truyền Canh Tí. Kính chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã cùng thức dậy với chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 12, chúng tôi xin được bắt đầu với những thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 vừa qua, theo nghị quyết số 08 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về giám sát tình hình kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016, có 24 dự án cần ra soát, xem xét thu hồi, 29 dự án cần giám sát đặc biệt và 26 dự án đôn đốc tiến độ thực hiện. Theo đó, đến nay, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quá trình ra soát, kết quả làm việc với nhà đầu tư và đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án, cơ quan quản lý đầu tư của địa phương đã thu hồi 24 dự án, trong đó bao gồm 13 dự án thuộc danh mục cần ra soát, xem xét thu hồi, 7 dự án thuộc danh mục giám sát đặc biệt và 4 dự án thuộc danh mục cần đôn đốc tiến độ. Một số dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý gia hạn tiến độ thực hiện sau khi nhà đầu tư làm việc với cơ quan quản lý đầu tư và đã triển khai đáng kể các bước tiếp theo nhằm tiếp tục triển khai dự án. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ kiên quyết xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sử dụng đất đối với các nhà đầu tư không thực hiện dự án theo đúng nội dung cam kết đầu tư, làm căn cứ xử lý ở những giai đoạn tiếp theo đảm bảo đúng quy định, đồng thời nâng cao chất lượng công tác thẩm định đầu tư nhằm lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm, tránh trường hợp lựa chọn nhà đầu tư không đủ năng lực để triển khai dự án, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ các điều kiện về tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Cũng liên quan đến lĩnh vực đất đai, tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết về danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020 với tổng diện tích khoảng hơn 1.000 ha. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua danh mục 184 công trình dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 823 ha, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện 127 công trình dự án với tổng diện tích khoảng 190 ha. Ngoài ra, Thừa Thiên Huế cũng đồng ý hủy bỏ 92 công trình dự án cần thu hồi đất với diện tích hơn 393 ha và 82 công trình dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Năm 2019, với sự nỗ lực của cán bộ nhân viên ngành thuế tỉnh cùng với việc triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, thanh kiểm tra chống thất thu, thu hồi nợ thuế, nên ngành thuế đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Tổng thu nội địa cả năm 2019 do ngành thuế thực hiện ước khoảng 7.300 tỷ đồng, đạt 110% chỉ tiêu do Tổng cục Thuế và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Một số khoản thu đạt và vượt dự toán là lĩnh vực đầu tư nước ngoài đạt 2.200 tỷ đồng, lĩnh vực thu ngoài quốc doanh 1.165 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 340 tỷ đồng, thu doanh nghiệp địa phương 225 tỷ đồng. Các khoản vượt cao là lệ phí trước bạ 250 tỷ đồng, vượt 50 tỷ đồng, thuế sử dụng đất 1.450 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi dự toán. Tuy vậy, một số khoản thu chưa đạt như thu doanh nghiệp nhà nước trung ương, lệ phí. Ngành thuế đã tăng cường công tác thanh kiểm tra, chống thất thu thuế, cưỡng chế nợ đọng thuế, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, tuyên truyền hỗ trợ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Đặc biệt, ngành thuế Thừa Thiên Huế là đơn vị đầu tiên trong toàn quốc triển khai thí điểm đề án dịch vụ hỗ trợ thuế chủ động thông qua ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ chuyên sâu trực tiếp, giúp người nộp thuế tự nguyện tuân thủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Tổng kinh phí hoạt động khuyến công trong năm 2019 chiếm trên 2,6 tỷ đồng, trong đó vốn khuyến công quốc gia 960 triệu đồng, vốn khuyến công địa phương gần 1,7 tỷ đồng. Hiện tại các đề án hoạt động thuộc chương trình khuyến công đã cơ bản hoàn thành, góp phần kích cầu sản xuất và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Năm 2019, nguồn vốn khuyến công đã tập trung hỗ trợ cho nhóm hàng chủ lực của tỉnh nhằm góp phần phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn, phát triển thêm nhiều sản phẩm lưu niệm quà tặng và tăng doanh thu cho các doanh nghiệp. Nhờ được hỗ trợ từ vốn khuyến công, các cơ sở sản xuất đã mạnh dạn đầu tư để kích cầu sản xuất, tạo việc làm thêm cho lao động nông thôn.
Ngoài ra, việc hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất đã kịp thời khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn, ngành nghề thủ công mỹ nghệ đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra sản phẩm mới và chất lượng sản phẩm ngày càng nâng lên, đáp ứng nhu cầu thị trường. Năm 2020, Sở Công Thương sẽ hỗ trợ vốn khuyến công dưới hình thức đề án cùng chuỗi và hạn chế hỗ trợ cho các cơ sở đơn lẻ, nhằm tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp nhỏ, góp phần mang lại hiệu quả tập thể và tránh lãng phí các thiết bị máy móc. Thưa quý vị và các bạn, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã gấp rút triển khai bê tông hóa các tuyến đường nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông đi lại, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thừa Thiên Huế. Để có được điều này, bên cạnh sự nỗ lực của cả cấp chính quyền địa phương, còn phải kể đến sự chung tay đóng góp của các doanh nghiệp. Một trong những hỗ trợ đáng ghi nhận là sự tiếp sức của công ty cổ phần xi măng Đồng Lâm với hàng nghìn tấn xi măng hỗ trợ hàng năm. Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, trước mùa mưa bão diễn ra, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã gấp rút triển khai bê tông hóa các tuyến đường nông thôn. Đây là tuyến đường liên thôn Đức Phú, xã Phong Hòa đang được khẩn trương xây dựng, kịp hoàn thành trong những ngày qua. Tuyến đường dài 325m được xây dựng từ sự hỗ trợ xi măng của công ty cổ phần xi măng Đồng Lâm trong năm 2019. Ngoài tuyến đường này, trong 2 năm 2017-2018, xã Phong Hòa đã được xi măng Đồng Lâm hỗ trợ xi măng xây dựng hơn 1,5 km đường, góp phần đảm bảo tiêu chí giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuyến đường hoàn thành sẽ là một niềm vui lớn đối với bà con trong thôn, bởi lẽ trong đó có công sức, sự đóng góp của người dân và sự tạo điều kiện hỗ trợ của cả cấp ủy, chính quyền cùng doanh nghiệp. Trước đây thì khi chưa xây cái đường này thì đường này thì còn rất là lề lối nên ít người mua xe, mà rất là hay, nhiều bạn rất là trẻ học. Nhưng giờ đây từ khi xây cái tuyến đường này thì nhiều bạn mua xe và không còn trẻ học nữa. Khi một con đường này hoàn thành thì là đối với người dân đấy á, vấn đề thứ nhất là cái vấn đề đi lại là thuận tiện. Vấn đề thứ hai, nhờ có con đường này mà hơn nữa là cái kinh tế của gia đình hộ là càng ngày là càng phát triển. Cũng là vì do cái sự thông suốt của con đường thì thứ nhất là vận chuyển, thứ hai đi lại là thành có được thuận lợi hơn. Sau 10 năm thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn các xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có sự đổi thay rõ rệt. Không còn nhiều những tuyến đường mấp mô, lầy lội. Giờ đây các địa phương đã có thêm những con đường nhựa, bê tông phẳng lì dẫn tới từng thôn dân cư. Trong xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông trở thành tiêu chí khó thực hiện. Song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng hành hỗ trợ từ doanh nghiệp, trong đó có công ty cổ phần xi măng Đồng Lâm, hạ tầng nông thôn các địa phương được đầu tư tạo thuận lợi cho việc giao thông đi lại và phát triển nông nghiệp, nông sản trên địa bàn. Cái việc hỗ trợ của nhà nước nói chung mà cũng như là một số doanh nghiệp là giúp cho xã để hoàn thành tiêu chí này là phải một trong những cái việc là chúng tôi rất là đáng ghi nhận, đặc biệt là đối với công ty xi măng Đồng Lâm. Trong thời gian vừa qua cũng đã đồng hành cùng với địa phương trong cái xây dựng mới và đã giúp cho địa phương là xây dựng được là khoảng 3 km là đường. Và việc làm này là chúng tôi thấy rất là thiết thực và đem lại cái là sự thuận lợi cho người dân trong cái quá trình là giao thông đi lại, kể cả sản xuất, kể cả sinh hoạt, và người dân rất là đồng tình rất cao. Liên tục trong 3 năm từ 2017 đến 2019, công ty cổ phần xi măng Đồng Lâm đã hỗ trợ hơn 5.000 tấn xi măng thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguồn hỗ trợ này cùng sự góp công góp sức của người dân đã chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vừa thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. Điều mà chính quyền ở huyện, ở xã hiện nay cũng đang rất quan tâm đó là sự vào cuộc của các doanh nghiệp, sự đồng hành của các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn của huyện. Thì trong thời gian qua thì huyện cũng đã là kêu gọi sự vào cuộc của các công ty doanh nghiệp như là nhà máy xi măng Đồng Lâm, thì nhờ sự huy động các nguồn vốn và bố trí các nguồn vốn một cách hợp lý, hiệu quả, dân chủ, công bằng và công khai minh bạch, cho nên qua hơn 10 năm thì chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cũng đã có những kết quả rất là tích cực.
Từ đây đến cuối năm sẽ còn nhiều tuyến đường tại các địa phương khác trên địa bàn Thừa Thiên Huế với tổng chiều dài hơn 13 km được hoàn thiện từ nguồn hỗ trợ gần 2.000 tấn xi măng của xi măng Đồng Lâm. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, góp phần chung sức cùng các địa phương trong tỉnh hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn. Được biết, chương trình sẽ được Đồng Lâm tiếp tục triển khai trong các năm sắp tới, phấn đấu đồng hành cùng tỉnh Thừa Thiên Huế về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra. Tiếp tục với những thông tin khác. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy, bạo lực học đường và chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo năm học 2019-2020. Đây là hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong trường học trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngành giáo dục, các trường học tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, tuyên truyền để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức, lối sống học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không bạo lực. Tại hội nghị, các cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách tại các trường học đã được nghe đại diện lãnh đạo công an tỉnh, bộ đội biên phòng tỉnh thông tin các hoạt động phòng ngừa ma túy, tội phạm, bạo lực học đường, an toàn giao thông trong trường học, báo cáo nội dung chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam. Ngoài ra, các nội dung về công tác giáo dục giới tính, truyền thông chăm sóc sức khỏe, sinh sản vị thành niên trong trường học cũng được tập huấn đến cán bộ quản lý và giáo viên phụ trách công tác tuyên truyền. Honda Hồng Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức chương trình ngoại khóa an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai với sự tham gia của hơn 700 sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Với hình thức sinh hoạt chương trình ngoại khóa, các em sinh viên đã được truyền thông các kiến thức về luật giao thông đường bộ và hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách và an toàn. Các em sinh viên còn được hướng dẫn nhận biết các biển báo giao thông, tuyên truyền về văn hóa khi tham gia giao thông. Tại chương trình, sinh viên được giao lưu chia sẻ những hiểu biết về an toàn giao thông và ý thức trách nhiệm của sinh viên khi tham gia lưu thông trên đường. Chương trình sinh hoạt này nhằm cung cấp cho các em sinh viên những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, từ đó giúp các em nâng cao ý thức cũng như nhắc nhở người thân tham gia giao thông đúng luật, hình thành văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông và phòng ngừa tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt và đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lễ đón nhận con nuôi đồn biên phòng. Tại buổi lễ, đại diện đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đã nhận nuôi em Lê Văn Thìn, người dân tộc Tà Ôi, sinh năm 2009, trú tại thôn Paris, Ca Vin, xã A Đớt, huyện A Lưới. Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân nhận cháu Lê Phi Lăng, sinh năm 2011, người dân tộc Paco, trú tại thôn A Năm, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, làm con nuôi đồn biên phòng. Hai đơn vị nói trên sẽ nhận nuôi hai cháu học hết lớp 9. Sau đó các cháu sẽ tiếp tục được nhận đỡ đầu theo chương trình nâng bước em đến trường và hỗ trợ học hết lớp 12 bằng nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ, đơn vị tự nguyện đóng góp, hỗ trợ cho các cháu. Sau lễ đón nhận con nuôi đồn biên phòng, các cháu sẽ được các đơn vị bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập. Ngoài ra, các đơn vị sẽ cử cán bộ trực tiếp đưa đón các cháu đi học và chỉ dạy các cháu từ văn hóa cư xử, giao tiếp hàng ngày để nề nếp thực hiện nội quy quy định của đơn vị, như học tập, rèn luyện, nâng cao thể lực, sức khỏe. Nhằm hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức bàn giao một số thiết bị cho Hợp tác xã dệt thổ cẩm Nhâm của huyện A Lưới. Các thiết bị được trao tặng gồm máy may, máy vắt sổ, máy làm khuy, máy đơm nút, khung dệt, nguyên liệu dệt giang và một bộ máy vi tính với tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Ngoài ra, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đã trao 4 con lợn giống, 500 con gà giống, 300 cây chuối giống cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Nhâm với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng. Việc làm này không chỉ góp phần tạo thúc đẩy hợp tác xã phát triển, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập tăng thêm cho các hộ thành viên đồng bào dân tộc trong hợp tác xã vốn còn nhiều khó khăn. Hưởng chủ trương hỗ trợ giúp đỡ các xã nghèo trên địa bàn tỉnh, từ năm 2017, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như tuyên truyền, hướng dẫn, thành lập tổ hợp tác xã, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các hợp tác xã trên địa bàn xã Nhâm, điều tra thông tin các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo để lập kế hoạch hỗ trợ con giống, cây giống. Đến nay, nhiều hộ nghèo đã được hỗ trợ keo giống để trồng rừng, gà và lợn giống để xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình. Trung tâm Kinh doanh Viễn thông Thừa Thiên Huế tổ chức trao giải cho khách hàng may mắn trong chương trình khuyến mại lắp truyền hình Rinh TV khủng.
Theo đó có 2 khách hàng được trao thưởng, mỗi khách hàng là một TV trị giá 13 triệu đồng. Nhằm tăng doanh thu cho những tháng cuối năm 2019, hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong cả năm, Trung tâm Kinh doanh Viễn thông Thừa Thiên Huế triển khai nhiều chương trình khuyến mại để tri ân khách hàng, trong đó chương trình lắp truyền hình Zing TV khủng thu hút khách hàng tham gia nhiều nhất. Kết thúc đợt 1, toàn quốc có gần 80.000 thuê bao MyTV phát triển mới, trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế có gần 1.000 khách hàng. Tại Thừa Thiên Huế có 4 khách hàng may mắn trúng thưởng TV khủng. Những ngày này, các công nhân của Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế đang tiến hành công đoạn tỉa lá để vườn hoàng mai trước kinh thành Huế có thể nở đúng và đều vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Năm nay, thời tiết Huế ít mưa và có số ngày nắng nhiều, nên với kinh nghiệm chăm sóc vườn mai lâu năm, những công nhân của Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế cho biết công việc chăm sóc thuận lợi hơn so với mọi năm. Nhiều khả năng, những cây hoàng mai này sẽ cho ra hoa đúng độ. Tuy vậy, do số lượng cây nhiều, đặc điểm mỗi cây mỗi khác, nên để đảm bảo hoa nở đều dịp Tết, đơn vị đang chăm sóc cỏ chọn lựa. Ngoài trải lá để cây mai ra lộc và nở đúng và đều vào dịp Tết, tổ mai của trung tâm còn phải thực hiện các công việc khác như bón phân, tỉa cành và tùy vào cơ thể của từng cây để có phương án chăm sóc phù hợp nhất. Được biết, hiện nay tại vườn mai này có khoảng hơn 150 gốc mai được Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế nỗ lực gây dựng từ gần 20 năm qua. Đa số các gốc mai được mua từ vườn của người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó có những gốc mai cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Vụ trồng hoa Tết Canh Tý này, huyện Quảng Điền đưa vào trồng 12 hectare hoa Tết, tập trung ở Quảng Vinh, Quảng Thọ và thị trấn Sìa. Các loại hoa được bà con đưa vào trồng đó là hoa cúc, hoa lai ơn và hoa vàng thỏ. Để hoa phát triển và nở đúng vào dịp Tết, trong những ngày này, bà con trồng hoa trên địa bàn huyện đang tích cực ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để chăm sóc hoa, đảm bảo hoa trổ đúng Tết cổ truyền Canh Tý. Vụ trồng hoa Tết năm 2020 này, gia đình anh Hoàng Công Thông đưa vào trồng một sào hoa cúc vườn với số lượng 5.000 cây. Không như vụ hoa năm trước, vụ hoa năm nay, người trồng hoa ở làng hoa truyền thống La Vân Hà, xã Quảng Thọ và thôn Lai Tâm, xã Quảng Vinh gặp rất nhiều thuận lợi do thời tiết nắng ấm. Họ đã mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên hoa phát triển xanh tốt. Gia đình thì cũng trồng ba loại hoa, là hoa cúc, cũng là dưa màu và hoa lớn Đà Lạt. Thì với thời tiết như thế này thì khả năng là hoa là vào vụ Tết thì rất là cao, cũng đạt đến 70-80%. Riêng năm nay thì thời tiết rất là thuận lợi cho bà con. Thì cái họ chăm sóc cái hoa rất dễ dàng lên đẹp. Xác định nghề trồng hoa Tết thường hay đối mặt với rất nhiều khó khăn do tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết. Nhưng với sự nỗ lực và để đáp ứng nhu cầu của thị trường hoa trong dịp Tết Nguyên đán, chính quyền các địa phương đang vận động bà con nông dân áp dụng nhiều biện pháp, trong đó chủ trọng chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, nhất là công tác bón phân, tưới nước và lắp đặt hệ thống đèn điện để điều tiết sự sinh trưởng của hoa. Đồng thời đã khuyến cáo nếu thời tiết lạnh kéo dài, các hộ trồng hoa cần tăng cường che phủ và thắp điện để thúc cho cây phát triển nhanh, đảm bảo hoa trổ nhụy và nở đúng dịp Tết. Trong thời gian tới thì ủy ban xã cũng tuyên truyền vận động nhân dân là triển khai công tác chăm sóc để mà phòng trừ các loại sâu bệnh, đặc biệt là chăm sóc các cái ruộng hoa để phục vụ cho cái dịp Tết Nguyên đán. Đây là một trong những cái nguồn thu nhập chính của người dân trên địa bàn xã trong cái dịp Tết Nguyên đán năm 2020 này. Với việc cân bằng lao động của người trồng hoa kết hợp với quá trình đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tin chắc rằng sẽ giúp bà con nông dân trồng hoa trên địa bàn huyện có một cái Tết rực rỡ, ấm cúng. Phần cuối chương trình như thường lệ là những thông tin về thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định sau suy yếu, nên ở Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét. Nhiệt độ ban đêm dao động từ 15 đến 17 độ, ban ngày từ 24 đến 26 độ, độ ẩm từ 70 đến 84%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.